Nha, nay mình tiếp tục đi thăm cái buổi thăm chuột thứ năm, vừa vô lần đầu tiên với Mới mọi là thứ năm đó hả? người. Thứ năm Nhanh quá vậy. rồi, gà được 5 bữa rồi. Tính ra có thâm niên trong nghề này ha. Này gà về được vài bữa nha mọi người, là người ta xới xạ là hết rồi, bắt đầu người ta thuốc rồi mình gà cũng được. Mình chiều là thấy ông chủ đi tính ăn thuốc chứ. Ủa, bữa nay gà gì đứng hàng đấy, không biết thời gian công ty còn làm không nữa. Đi quá 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 kinh kia. Đi bằng đêm rất là khó khăn nhưng mà. Để đi qua kinh nè, bữa nay gió lạnh lạnh nè, để mà chiều tới nước không cạn, tối nào không cạn, chiều tới nước tới nước không cạn, đi cái cầu khỉ, cầu không có đồ dịnh luôn. Hai em hả? Vừa qua luôn nha mọi người. Lọc thứ hai thứ ba nha. Hai em luôn. Trời ơi. Hai em là đúng nghĩa đen luôn á. Là hai em luôn á. Dạ. Tuyệt vời. Hàng rồi rồi. Còn kêu. Đây gà đó đâu? Để chứ mà hồi đi theo được cái nhỏ này. Chim ấy, con chim gì bự kìa, trời ơi bự lắm rồi, kìa nó đậu trên cột điện rồi, nó bự mọi người, dài con này lại bắn con chim quá bự mọi người ơi, kìa đó, nó dòm mình kìa. Thì em có nói là con gì con chuyện lên trên cứu à? Không, con gì nội đèn không thấy à? Con gì không ơi, con gì quên rồi, con gì tặng người đi để bắn núp á, đột kích nó để chơi tắt đèn nha, biết sao không? Tại vì nó thấy mà nó thấy đường mà hôm bữa con cò đậu thấy đường, nó bằng ý con vạc mà nó hang mình tắt đèn không rồi, mà tính ra con vạc bằng đêm nó thấy đường luôn á. Trời ơi nó bự dữ thằng lắm, đứng đây con gọi đó, gọi đó, trời ơi nó bự, trời ơi bự vậy, con mèo. Bự vậy, lần đầu tiên thấy con cú mà bự vậy luôn á. Đập hả, thấy nhẹp không? Thì quay để cắt cho nó, cắt thí dụ 3-4 phút. Ồ, dính con chà bá nè mọi người. Có bị mất cái đuôi không? Không, con này đuôi còn. Nãy cái bầu kia dính con mất cái đuôi, mình không có quay khúc đó. Mất thằng chuột luôn nha. Con kia muốn ra kìa. Hỏi nó. Thì kêu đâu. Phong chưa? Gió thổi vi vu à. Rồi gần hết mùa rồi, mai mốt xới rồi, thả nước lên xới rồi. Mùa thì ra gài được cũng mấy ngày ha. Đông sân á, gà được nhiều. Nói là chưa dính chuột nào bự luôn á. Có hai con bự mà không bằng hai mấy con một bữa. Mấy con một bữa. Mai có đặt đảo thương kinh nhỏ một bữa đi. Được á. Dính con nhỏ luôn. Trời ơi, dính hai con luôn. Ừ, đây con rảnh con rồi. Có dính nhỏ không ta? Đường kinh này nhỏ không có gì ta ơi. Cũng có thể.
mát quá. Vô đúng mát không? Ừ. Trời ơi, chỉ mưa thì rất là lạnh. Đâu? Có mặt trăng nè. Có không? Có. Ý gà cà mé mấy cái đường này là còn là chuột nhỏ mà. Gà cà mé kênh nó chuột bự. Chuột nhỏ nó ra sớm. Trùng lứa này. Xác định cặp gà là thấy quấn chuột nhỏ nhóc nè. Tự cắn làm chi gì dưới nữa. Không, 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 mở mở ra. Rồi. Đi lượn trên đám cỏ tới dưới cực bì. Này là gần bờ kinh nên nó dễ. Đó, đó. Ê ê ê, chuột gì vậy? Chuột khủng. Đúng không? Khủng. Nó lộn khủng chứ. Cho nó có cảm giác mới. Đó, thích, thích thật. Đứng xa chụp tấm hình nè. Rồi. Lâu lâu dính con chuột bự phải chụp tấm hình. Thấy chạy kìa, lãnh ngã nó gầy gầy thấy không? Ủa phải không? Hay là cái lọng dính? Ai biết? Rồi nó dính cái lọng ta. Đây thấy không? Đừng mòn hả? Đúng rồi đó, để đây nè. Đây nè. Rồi còn yếu tức đó nữa. Nó vô lọng nghĩ nó bình thường á. Có con nào mà nó giải á. Cái nó máy ha. Qua khúc này cặp mấy kênh rút kinh nghiệm. Cặp mấy kênh không có rồi, con bự bự không? Tập mấy ruộng. Ruộng là nhỏ xíu không? Nó thấy đây nè. Nó thấy chuột đây nè. Nghe đây nè. Đây là vô hang đó rồi. Vô mát thôi ta. Chụp tấm hình. Rồi. Mình dính bự là chụp hình vậy đó. Cái gì? Gì vậy? Không không, không gì vậy. Cái gì đây? Tới đâu? Tới cây đâu? Tới cây.
chút nữa. Kệ đi, có nữa bị lạc lá hết. Vài bữa nữa lấy lòng gắn đi, đặt gắn đi. Gắn có à? Kim gắn không ngựa được. Ngựa với hổ hành. Tiếp tục.